quý vị, nhắc đến nghệ sĩ Bạch Long chắc chắn sẽ làm nhiều khán giả nhớ về tuổi thơ của mình đúng không ạ? Và anh gắn liền với tên tuổi của nhóm Líu Lo trong chương trình Chuyện Ngày Xưa. Và con Huy cũng rất yêu thích chương trình này đó nha. Vâng ạ, và mới đây thì sau một thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Bạch Long đã tái ngộ khán giả trong một chương trình truyền hình. Lần trở lại này anh hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị ạ. Nghệ sĩ Bạch Long quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim cũng như trong các vở kịch thiếu nhi. Sau thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên đã tái ngộ khán giả trong chương trình Người Nghệ Sĩ Đa Tài. Được biết năm nay anh đã bước vào tuổi 60, Bạch Long quan niệm dù lớn tuổi nhưng tâm hồn anh vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể cống hiến cho nghệ thuật. Quý vị sẽ ngạc nhiên là Bạch Long sẽ thể hiện tài năng mình, nhạc trẻ cũng có, nhạc trữ tình cũng có. Bạch Long mong rằng toàn thể quý vị khán giả khắp nơi cả nước yêu mến Bạch Long. Tham gia Người Nghệ Sĩ Đa Tài, nam nghệ sĩ muốn mang lời ca tiếng hát, công sức và những tác phẩm hay cho khán giả. Qua đó để người hâm mộ thấy một Bạch Long vẫn sống hết mình vì nghề nghiệp. Tin rằng với lòng yêu nghề sâu sắc, Bạch Long sẽ luôn được khán giả yêu thương ủng hộ. Kính thưa quý vị, ca sĩ Khắc Việt là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ, cùng loạt hit đình đám như là Anh Khác Hay Em Khác, Anh Yêu Người Khác Rồi, Yêu Lại Từ Đầu. Và dù tên tuổi phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông, nhưng Khắc Việt rất kín tiếng trong chuyện tình cảm của mình. Không ồn ào khi hẹn hò, nhưng anh lại bất ngờ tung clip cầu hôn bạn gái rất hoành tráng và lãng mạn. Liệu anh chàng có cầu hôn thành công hay không? Hãy cùng theo dõi sau đây. Đây là khung cảnh lãng mạn mà giọng ca Yêu Lại Từ Đầu bí mật chuẩn bị cho bạn gái. Nam ca sĩ đã bố trí khung cảnh với nến, bóng bay và một chú gấu được làm bằng rất nhiều hoa hồng tươi trên tầng cao của một tòa nhà. Trong sự cổ vũ của bạn bè, Khắc Việt đã cầu hôn bạn gái và sau đó đã nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cặp đôi cũng dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Vị hôn thê của Khắc Việt là Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1992. Cô xuất thân từ Học viện Múa Quốc gia, hiện đang làm DJ. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi luôn được khán giả yêu thích và ủng hộ. Mong rằng họ sẽ gửi đến tin mừng kết hôn cho người hâm mộ trong thời gian tới.